Hôm nay thầy giáo xin trân trọng giới thiệu với các thí sinh có nguyện vọng dự tuyển công chức và viên chức. Thì chúng ta đã biết rằng ngày nay tuyển dự tuyển công chức và viên chức là được tổ chức làm hai vòng và kỳ thi là rất nghiêm túc. Thi vòng 1 đấy là theo nghị định 161 đối với công chức và viên chức thì thi môn tiếng Anh và môn kiến thức chung. những đơn vị mà chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy tính thì thi thêm môn tin học như vậy môn tiếng Anh và môn kiến thức chung thi thực hành trên máy tính thì thi xong máy chấm điểm luôn môn tiếng Anh 30 câu 30 phút và môn kiến thức chung là 30 60 câu 60 phút và thi xong máy chấm điểm luôn cho nên là rất khách quan và trung thực nghiêm túc cho nên các thí sinh mà có nguyện vọng thi tuyển công chức và viên chức thì bệnh ngày nay ấy, thì chúng ta phải nỗ lực cố gắng học tập thì các thầy giáo cũng khuyên rằng là nên học tập À, các các cái môn học này trước khi kỳ thi diễn công chức diễn ra khoảng tầm 3 tháng thì với một khối lượng kiến thức rất là lớn. Thí dụ như môn kiến thức chung thì được quy định trong nghị định 161 là nó yêu cầu công chức và rất cao, à, viên chức rất cao cần phải hiểu biết những kiến thức à, chung à, trong cái đề cương môn tập và theo nghị định 161 Thì à, thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang cùng với các thầy giáo giảng dạy trường đại học đã biên tập cái hệ thống câu hỏi ấy. À, đưa lên trên cái phần mềm à, hình thức trắc nghiệm com thì để các thí sinh à, là luyện à, ôn à, các phần lý thuyết Rồi sau đó chúng ta luyện các câu hỏi trắc nghiệm rồi sau chúng ta thi thử à, trên cái phần mềm này thì các môn tiếng anh môn kiến thức chung và môn tin học thì làm thế nào để ôn tập thật tốt thì thầy à, giáo xin giới thiệu ví dụ như là có những cái công chức để các tỉnh yêu cầu đọc thêm các cái nghị quyết của đảng hay là bên công chức khối đoàn thể cần phải đọc các nghị quyết của đảng và có những tính cái yêu cầu là viên chức cũng phải đọc một số các cái chỉ thị nghị nghị quyết của đảng thì đối với nghị quyết và chỉ thị của đảng cái việc học ấy theo cái hình thức chúng ta đọc trên trên cái file ấy, thì chúng ta rất là dễ hiểu nhưng mà khi mà làm trắc nghiệm ấy ra câu hỏi trắc nghiệm các nghị quyết thì nó cũng không không phải là một cái là là cái loại câu ra rất là khó đấy cho nên là và cái người học ấy là cần phải đọc kỹ nghị quyết thì chúng ta mới có thể trả lời được trắc nghiệm trên cái trên phần mềm à, siêu phương án trắc nghiệm ở đây là ví dụ đây là cái nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 thì đây là chúng ta đọc cái file văn bản file nghị quyết sau đó chúng ta trả lời trên máy tính. Thì à, chúng ta đăng nhập vào phần mềm. Thì chúng ta đăng nhập vào à, phần mềm hình thức trắc nghiệm trống com sau đó là chúng ta có cái ký danh và cái mật khẩu chúng ta đăng nhập vào phần mềm thì trong phần mềm này ấy, là có các cái môn kiến thức chung dành cho công chức và công chức xã và các viên chức thí dụ như viên chức giáo viên cấp 1, viên chức cấp 2, và viên chức cấp 3 vân vân và các câu hỏi trắc nghiệm cho môn tiếng Anh và môn tiếng học văn phòng Đấy. thí dụ như chúng ta vào môn kiến thức chung dành cho công chức xã thì thí dụ như chúng ta đây trong đây có rất nhiều các cái kiến thức thì các thầy giáo đã đưa lên này thí dụ các thầy đã đưa lên là à, 8 chuyên đề rồi 4 luật và 8 nghị định để, và rất nhiều nghị quyết à, và yêu cầu là công chức chúng ta phải tìm hiểu thế thì thí à, dụ như là chúng à, chúng ta muốn à, học cái, cái 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 phần về à, đây là có các cái mã đề thi thử này các cái từng chương này à, có rất nhiều à, các thầy đưa lên hàng ngàn câu hỏi để thoải mái thí sinh ôn tập và nếu mà năm tốt được như thế này ấy, thì chúng ta thi rất là tốt rồi. thí à, dụ như chúng ta nói về cái phần mà chúng ta câu hỏi trắc nghiệm về nghị quyết thì làm thế nào đây? Ví dụ như về trắc nghiệm về nghị quyết số 18 tám à, ở Trung ương về vấn đề là, à, đấy chúng ta bắt đầu làm bài thi. Thì chúng ta quan sát thấy rằng là ở trên phần mềm ấy là nó có bao nhiêu câu hỏi nó thể hiện ở cái khung vô vuông và thời gian làm bài ấy, là nó đây hết thời gian làm bài thì không làm được thì chúng ta muốn muốn à, hết độ thời gian làm bài thì chúng ta sẽ sẽ chọn chúng ta chọn phương án thế chúng ta tiếp tục đây chúng ta thấy rằng nó có cái dạng câu hỏi là nó nó như thế là à, là các dạng câu à, à, thì điền vào cái châu chấm chấm như thế Đấy, thì chúng chúng ta thấy rằng là à, chúng ta thấy là đây ví dụ như các cái các cái câu hỏi thế chúng ta muốn nộp bài sớm để chúng ta học ra bán chúng ta vừa đọc nghị quyết chúng ta vừa à, học các đáp án trong đây xem cái cách để ra đề trắc nghiệm nó như thế nào để chúng ta biết khi chúng ta học chúng ta chọn các cái từ hay là chọn các phương án trả lời cho nó 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 chính xác và nó nhanh đấy ví dụ như chúng ta đọc ở đây ví dụ như những câu trả lời đúng thì nó có màu xanh những câu mà trả lời sai thì nó có màu đỏ và đáp án đúng của câu hỏi là nó có màu vàng đấy chúng ta có thể học thí dụ như cái câu hai đây này nghị quyết 18 À, Trung ương ngày 25 tháng 10 năm 17 Hội nghị à, thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Có 12 Mục tiêu cụ thể đến năm 2021 Thì cơ bản hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối à, Bên trong có từng tổ chức Thì đây phương án ở đây chúng ta thấy là giảm cấp phó này. À, chúng ta thấy phương án giảm cấp phó Thì đây là chọn đúng để chẳng hạn Để ông để mua thôi Thí à, dụ như đây là gì ở đây cái phương án ở đây chúng ta là à, điền vào cái cái chỗ cái cái màu à, hai hai cái ô trống trống này thì ở đây cái điền cái chất đứng là chức năng nhiệm vụ này rồi cái chỗ thứ hai là trùng lắp trồng chiếu chức năng nhiệm vụ đấy thì chúng ta chọn cái phương án à, ở, ở dưới này là đúng đấy, thế thì cái cách trả lời câu nghị quyết à, theo phương án trắc nghiệm nó như thế nào thì chúng ta vào phần mềm để chúng ta à, chọn finish chúng ta xem đáp án thì sau đó chúng ta có thể là à, học các đáp án và đọc nghị quyết để chúng ta hiểu được cái cách ra đề trắc nghiệm với một cái nghị quyết với một cái luật ví dụ như là luật công chức hay là các cái luật như là hiến pháp hay là các cái luật về tổ chức chính quyền địa phương vân vân để chúng ta cái phương pháp ra câu hỏi như thế nào cách học như thế nào thì các thầy giáo thạc sĩ lê văn quang cùng với các thầy trường đại học đã làm, làm, biên soạn rất là công phu hỗ trợ các thí sinh để có thể điều kiện ôn tập được tốt thì thi tuyển công chức và viên chức ngày nay là rất nghiêm túc thì các thí sinh mà có nhờ, có nhu cầu thì liên lạc với thầy giáo à, theo số điện thoại hiển thị ở trên màn hình là 0912-595654 hai số thứ hai là chín bốn ba sẽ được cấp cái ký danh và cái mật khẩu để chúng ta đăng nhập vào cái phần mềm à, hình thức trắc nghiệm com để chúng ta chọn cái cái Việt Nam sau chúng ta chọn đăng nhập trong trong ta gõ ký danh và chúng ta gõ mật khẩu à, được cấp à, qua cái tin nhắn của số điện thoại của à, thí sinh là chúng ta có thể đăng nhập vào phần mềm để chúng ta ôn luyện à, cái hệ thống cơ hội trắc nghiệm à, môn tiếng anh môn kiến thức chung môn tin học thì chúng ta đăng nhập vào phần mềm hình thức trắc nghiệm.com Thì chúng ta liên hệ với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang là phụ trách hệ thống e learning này để chúng ta đăng nhập vào cái hình thức trắc nghiệm.com để chúng ta ôn luyện các môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn thi học văn phòng để chúng ta dự tuyển công chức và viên chức ngày nay. Thì thầy giáo xin chúc các thí sinh ôn luyện tốt và thi đạt vòng 1 là 50% điểm của mỗi môn để có cơ hội vào thi vào vòng chuyên ngành có thể là trở thành công chức và viên chức. Xin chúc các em thi tốt. Xin chân thành cảm ơn.